xin chào các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 70 ở trang 37 trong sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2. Đề bài như sau: phân số 6 phần 35 có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các phân là các số nguyên dương có một chữ số. chẳng hạn 6 phần 35 bằng 2 phần 5 nhân 3 phần 7. Hãy tìm các cách viết khác. Ở đây, 2 phần 5 x 3 phần 7 là nhân 2 phân số. Chúng ta sẽ lấy tử nhân tử là 2 x 3 bằng 6, 5 x 7 bằng 35. Do vậy, để tìm được các cách viết khác thì chúng ta sẽ tìm 6 sẽ bằng những số nào có một chữ số, tích của hai số nào có một chữ số nhân lại với nhau. 35 cũng thế. Do vậy, cô sẽ hướng dẫn các em như sau. Ta có 6 bằng 2 x 3 bằng 1 x 6. Vì 2 x 3, 2 là một số có một chữ số, đề bài yêu cầu là mẫu vật tử là các số nguyên dương có một chữ số, cho nên là 2 x 3 và bằng 1 x 6. Tiếp theo, 35 sẽ bằng 5 x 7. Vì chỉ có một chữ số cho nên chỉ có tích là 5 x 7. Như vậy ta sẽ có cách viết như sau Ta có các cách viết Đầu tiên 6 phần 35 sẽ bằng Đề bài người ta đã cho các em là phân số 2 phần 5 x 3 phần 7 Như vậy chúng ta có thể đổi vị trí mẫu là sẽ bằng 2 phần 7 x 3 phần 5 tiếp theo 6 phần 35 sẽ bằng Bây giờ chúng ta sẽ viết sang tích thứ hai là bằng 6 là 1 phần 5 nhân 6 phần 7 6 phần 35 sẽ bằng Chúng ta sẽ đổi vị trí của mẫu là bằng 1 phần 7 nhân 6 phần 5 Như vậy cô vừa hướng dẫn các em giải xong bài 70 ở trong sách giáo khoa